Dạ Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái dòng cây rất là đặc biệt mà nghe tên ai cũng khoái hết, đó chính là cây đô la. Phải nói là nghe tới chữ đô la là ai cũng hít hít không phải không quý cô chú anh chị. Và những cái bạn này quả thật là nó giống như những cái đồng tiền vậy đó, nên là không biết sao mà quý anh, quý chú, quý chị lại là đặt tên là bạn này là cây đô la. Nó chắc là nó là những cái đồng tiền đó quý cô chú anh chị. Mà là đồng tiền rồi cái gì quý giá thì người ta sẽ đặt như quý cô chú anh chị. Đó chính là cây đô la. Thì cây đô la thì nó sẽ có màu đỏ hồng như thế này. Nó rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Nó như là những cái đồng tiền tròn xinh xắn, rồi nó sẽ có một cái đuôi bông như thế này. Hoa quanh năm xuyên suốt luôn quý cô chú anh chị. Và hầu như không có bị sâu bệnh luôn. Ước gì mà trong nhà mà có đô cây đô la như thế này phải không quý cô chú anh chị. Đô la từ ở trên rơi xuống tới bên dưới luôn, không có biết bao nhiêu là cây đồng tiền nữa. Mình cây này mà mình trồng ở trước cửa thì nó sẽ cầu mong cái sự may mắn và bình an. Thì giống như ông ngoại Ngọc Ngân vậy, hồi xưa ông ngoại làm bên thợ bạc đó quý cô chú anh chị. Cái ông ngoại đặt tên của Ngọc Ngân cái hú hồn luôn quý cô chú anh chị. Mà nghe tên xong mà ai cũng phải nói trời ơi, đã Kim Ngân rồi mà còn Ngọc nữa. Dạ, cái tên của Ngọc Ngân cái nghe cái là khủng hoảng luôn đó quý cô chú anh chị. Nghe tới tiền, nghe tới bạc rồi, nhưng mà thật ra thì chỉ có cái có một cái cục năm cái cục vàng 55kg này thôi chứ không có tiền nha quý cô chú anh chị. Cây thì có chứ tiền thì không có nha quý cô chú anh chị. Cây thì phải nói là bao la bát ngát luôn. Ngọc Ngân thì trồng ở ngoài vườn thì rất là nhiều những cái loại cây, từ những cây xa xưa cho đến những giống cây cũ á quý cô chú anh chị. Vừa trồng vừa chơi vừa chiêm ngắm rồi vừa chia sẻ cho quý cô chú anh chị luôn. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích những cái dòng cây bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì hãy ủng hộ gia đình Ngọc Ngân và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé. Phải nói là cực kỳ đẹp phải không quý cô chú anh chị. Cái cây đô la này nó hơi bị nghiêng cái gốc nè. Dạ, cái cây này thì Ngọc Ngân trồng được 3 năm rồi đó quý cô chú anh chị. Cây nó đang rất là mạnh khỏe, phát triển rất là nhiều. Những cái cành này thì Ngọc Ngân sẽ tiến hành để chiết cành, nhân giống ra để mà cung cấp cho quý cô chú anh chị nè. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cây đô la cũng như các dòng cây khác thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân nhé. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống.